Hồ Ngọc Hà hớn hở vì thuê được nhân viên dọn dẹp mới có một, không, hai những ngày cận Tết. Dân tình được fan trầm trồ, ai sướng bằng Hồ Ngọc Hà. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà luôn là một trong những nghệ sĩ được công chúng yêu mến và quan tâm theo dõi. Không những về khía cạnh nghệ thuật, cuộc sống gia đình hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà cũng được các khán giả chú ý. Mới đây, Hồ Ngọc Hà lại khiến dân tình thích thú khi cô hớn hở khoe nhân viên dọn nhà mới có một không hai. Hóa ra, nhân vật đó không ai xa lạ chính là nhóc tỷ Lisa. Hồ Ngọc Hà đã rất hào hứng đăng tải hình ảnh nhóc tỷ Lisa cầm chổi quét nhà rất chăm chỉ. Nữ ca sĩ hài hước chú thích, có con em dọn nhà mới. Có vẻ, Tết đến xuân về, nhóc tỷ Lisa đã tình nguyện giúp cha mẹ một tay dọn nhà đón Tết. Điều này khiến các cư dân mạng trầm trồ không ngớt. Dù còn ít tuổi, Lisa đã rất thông minh và hiểu chuyện khi biết phụ giúp cha mẹ công việc nhà. Trước đó ít lâu, Lisa cũng thể hiện sự tinh tế, tình cảm khi xung phong làm nail và chăm sóc bàn chân cho mẹ. Cô bé khiến Hồ Ngọc Hà phải thốt lên, có đứa con gái không còn gì mong ước hơn. Hồ Ngọc Hà và Kim Lý là cặp đôi đẹp và đình đám của showbiz Việt. Hiện tại, họ đang có cuộc sống viên mãn bên cạnh nhau cùng với cặp song sinh Lisa, Leon khiến nhiều người ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, sự đáng yêu và thông minh của hai nhóc tỷ dù còn nhỏ tuổi cũng khiến nhiều khán giả thích thú. Đồng thời, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cũng gia nhập hội phụ huynh cuồng con chính hiệu của VBiz khi không ngừng đăng tải những khoảnh khắc đời thường của hai bé. Sự hiện diện của Lisa Leon luôn khiến gia đình ngập tràn tiếng cười, cũng chính là động lực lớn nhất của nữ ca sĩ và chồng, giúp cả hai cùng thăng hoa trên con đường sự nghiệp.